ai sẽ là người cứu Novaland? Theo mình, đây không hẳn là một câu hỏi đúng. Câu hỏi đúng thì phải là cái giá phải trả nếu cứu Novaland là gì? Trong khi giá cổ phiếu trên sàn của Novaland chỉ còn đâu đấy tầm 22.000 một cổ phiếu, thì Citigroup Global vừa chấp nhận chuyển đổi 5 trái phiếu trị giá tầm 23 tỷ đồng thành cổ phiếu có giá là 85.000 đồng một cổ, chấp nhận còn vớt lỗ ngay 74%. Bên MBS thì sau phiên giải cứu pha ke của Novaland đã cắt luôn margin của cổ phiếu này. Đây cũng không phải là phiên giải cứu, tại vì nó chỉ là tạo thanh khoản để xả hàng bán giải chấp thôi. Giờ vẫn còn có người hỏi bắt sàn với cả mua trái phiếu Novaland. Thì vì thật ra là nếu mà cái kèo này thành công thì công nhận là tài sản của bạn sẽ tăng rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình thấy quá rủi ro. Mình nghĩ thì các tổ chức lớn hơn là muốn để Novaland tự xoay sở, tại vì cái giá phải trả nếu mà cứu Novaland sẽ quá lớn, hoặc có thể tạo tiền đề xấu cho các doanh nghiệp bất động sản khác khi mà họ cứ thích thì phát hành trái phiếu huy động vốn, rồi không trả được nợ thì sẽ lại được cứu. Ngọc Yakun phím lệnh kỳ lân, chốt lãi xuất thần.